Vốn là anh lực lực một lạc bẹ mà vốn này mình tật cái nào mà crop sật cục từng ăn mà vốn này tật thầm một tật cái bán nó vốn này thọt này vì vì tranh vì trap mà vốn này đứng thọt nè anh thấy thì pí không vốn còn lực do vốn này vô lực lực thọt à cái lá mai bị tật mất vì đâu rồi chân bạch hạt vọt ấy lực do bánh vót em luôn mà anh pia luôn này ớt giấy liếng cho mà hôn á mà anh pia ấy pia nó ớt vót này lực vô mà nè lại vót hạt ấy vừa vót bơ tức chẳng ngay nâng hay tức bị mục và hai giờ pia mệt nè pia mệt bị mục tức nâng về lăng tập pia mệt hay dùm rau tập mà tắc nè lực tập mà tít bóp hột bạt rồi thấy pi men thấp bọn này ắt kho này này bọn này nhé thấy mùi nhé thấy mùi anh ấy bàn mảnh anh đang lược chọp anh ấy lược thẹn bắn vọt đấy bọn con nè thôm thôm là anh ấy bắn một chuyện này rinh tử anh pi không bọn lại hot vọt đấy bọn con lại hot vọt đấy nơi nợ đài không còn mình bỏ màn tích đi tại tập snap tốt lý màn tiền lực vô hot vót đấy không còn đã snap mà ổn định mất lý màn tiền lực chẳng vật khôi nồi thế nâng vót bán đây không còn vừa bị xịt liếp tê vừa tật rẽ bị ni khăm nồi nồng đó ni thấy nè và đi rồi mà nè đứng phơi thì cũng còn snap rồi đã bình thì đó đứng phơi lực mất xuống là lực tiền bạn là đừng phối lực mốt liền snap chọp đào lực gốc dừng tiệt ngon đấy ba đang ngon liền tiệt thấy miên chớ nào không nhà máu ban hột buôn của môi phém buôn phém là hột chéo hay là những chéo trời mạnh chỉ lên lần tụa hai con nên mau nó tập bản tay vì nó tập nó chọ cả đây thì sẽ chừng bà là to tiếp không con.